Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. CR Rushing 2. Let's go. Ok. Đây cũng là một trong những tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Bạn sẽ cây tiền, sau đó thì sẽ mua cho mình một chiếc xe khác. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, The Apex Most Wanted. Thank you.
Ok, so let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập kỳ thứ 3. Fresh Edge. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang gần thứ tư, Traffic Reader. Let's go. Lại các bạn sẽ điều khiển bằng phương tiện mô tô.
Let's go. Oh my god, đi rồi. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. High Green Black Chinchu. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Live for speed. No limits. Ok. Yeah.
Inventory. Rồi, chọn xong nào. Không ra tiền. Wow. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái editor ở Fire Stream. Let's go. Ok. Đây là một tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. So ok, và bây giờ sẽ là tựa game tiếp theo, Rebuild Racing. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha.
Let's go. Một chiếc xe mới khá đẹp. Xe của mình khỏe lên. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Ở Fasto. Let's go. Wow, cái này vào bếp rồi. Nếu không thì sẽ không qua được. Đâu lại qua đâu. Còn một tẹo nữa thôi.
chọn nữa. Giờ, ok. Chưa đâu. Rồi, con này mình đã có cái để update. Mình sẽ update cho khỏe lên một chút. Xem như thế nào. Mình có thể update bằng B. Cào lắm. Để update cái này đi. Lần hơi ca. Động cơ máy rất một phần nhiều tiền. Mình sẽ đua cái này để kiếm tiền. Mình cái này phải đợi rồi. Bắt buộc các bạn phải chơi những cái kia, sau đó sẽ update cho xe mình khỏe hơn. Nếu không thì sẽ không bao giờ qua được. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. A Fresh Night. Muốn vượt qua được những cửa ải đó thì phải update cho xe của mình thật khỏe lên. Và các bạn có thể cày những nhiệm vụ khác để kiếm tiền, sau đó thì update lên. Còn nếu không thì các bạn sẽ đua ở đó rất là lâu, chỉ với đủ tiền để update cho từng hạng mục chiếc xe của mình, rất là khó luôn. So, ok, và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. First Night, đấy là một tựa game đua xe khá là hay và hot trong những năm qua, và là một tựa game rất là đẹp mắt. Đó đây. Ok, let's go. Đó đây. Race Wars. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Risky. Ok, còn Lasting. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Ok, đang loát xem có wifi hay không. Mà hiện tại thì mình vẫn đang bật. Breaking a quiz and internet collection. Ok, xem thế nào. Không biết có bị lỗi gì không. Mình sẽ đợi một lúc nữa. Hoặc không thì mình có thể thoát cái này ra và lại xem như thế nào. Risky. Không biết có thể là do lỗi server hay là do lỗi bản cập nhật vừa rồi. Nhưng theo mình nghĩ thì là có thể là do lỗi server. Cho nên là không được... không kết nối được với tựa game này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Little Lesson. Let's go. Dust and Rich. Ra update đó, nó thì sẽ thành công. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.